Hoàng hôn và bình minh được xem là hai khoảnh khắc được cho là tặng phẩm tuyệt đẹp nhất trong ngày. Nó mang đến một cảm giác bình yên và mênh mang đến lạ, không chỉ của riêng Vũng Tàu mà là của tất cả mảnh đất hình chữ S Việt Nam này. Những luồng ánh sáng vàng, cam xen lẫn với nền trời xanh thẳm, hòa quyện cùng sóng biển mênh mông, tạo nên một bức rèm độc đáo và huyền ảo. Không gì có thể diễn tả được khi chứng kiến và thả lỏng cơ thể, tâm hồn mình hòa quyện vào sắc vàng của hai thời khắc giao nhau của đất trời này. Dường như mệt mỏi, lo toan của ngày hôm đó tan biến trong chốc lát. Với lợi thế của biển, nơi có thể chứng kiến mặt trời chạm vào đại dương khi chiều xuống, Vũng Tàu nổi danh nhờ những bãi cát dài và những kiệt tác xây dựng hài hòa với thiên nhiên. Nơi đây là thiên đường lý tưởng dành cho những ai yêu thích sự huyền ảo của khoảnh khắc giao nhau của đất trời. Các bạn có thể chọn bất cứ đâu như đồi Nghinh Phong, Bãi Dâu, Bãi Thì Vân để thật sự ngất ngay trong ánh sáng chiều huyền ảo và ánh bình minh huyền bí trên bầu trời Vũng Tàu. Các bạn biết không, tất cả những nơi được xem là danh lam thắng cảnh trên đất nước Việt Nam này đều có cái nét đẹp riêng. Mỗi nơi đều có một cái sự thu hút riêng của nó. Cho dù các bạn có đi và lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái sức hấp dẫn của nó thôi chưa bao giờ mình sẽ quên những cái chuyến đi của mình. Vũng Tàu cũng vậy. Tôi đến Vũng Tàu cũng nhiều lần rồi. Mỗi lần đến thì tôi tìm thấy được những cái điều mới mẻ, những cái điều hay ho. Bây giờ thì tôi đang ở núi Tao Phùng, đang đứng dưới chân núi Tao Phùng. Ở đây thì có một cái điều thú vị là trên đỉnh núi Tao Phùng sẽ có một cái tượng Chúa, hay gọi là Chúa KiTô Vua. Tượng Chúa này chỉ xếp thứ hai sau cái tượng Chúa của ở Rio de Janeiro của Brazil. Bây giờ tôi sẽ mời các bạn cùng theo chân tôi vào trong khám phá xem cái vẻ đẹp và hùng vĩ hoành tráng của tượng Chúa KiTô Vua ở Vũng Tàu trên núi Tao Phùng nha. Tượng Chúa KiTô Vua là một bức tượng Chúa Giêsu được đặt trên đỉnh núi nhỏ, núi Tao Phùng của thành phố Vũng Tàu. Tượng đã được xác lập là tượng Chúa Giêsu lớn nhất khu vực châu Á năm 2012 và là một trong những địa điểm tham quan du lịch Vũng Tàu nổi tiếng không thể thiếu trong hành trình du lịch Vũng Tàu bởi cảm giác chinh phục độ cao đầy thú vị này. Tôi nhớ không lầm thì các bạn sẽ trải qua khoảng 1.000 bậc thang như thế này để đi lên được cái tượng Chúa KiTô Vua. Và tượng Chúa sẽ nằm ở vị trí là 170 m so với mực nước biển của thành phố Vũng Tàu này, và sẽ có cái chiều cao là 32 m, cộng với cái sải tay thì tầm hơn 18 m. Tôi đang đi lên nên nói chuyện nó không có được suôn sẻ bởi vì mình đi càng đi lên độ cao thì cái áp lực nó sẽ và càng mệt thêm. Từ ở đây các bạn sẽ đi nửa chừng á thì sẽ có một cái nơi để mọi người nghỉ chân. Xa xa phía bên kia là Hòn Bà, mọi người thấy không? Hòn Bà. Còn phía bên này các bạn nhớ cái lần mà tôi ghé lần trước mà mình ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh. Đây là mũi Nghinh Phong. Ở trên các bạn nhìn theo tôi có cái mỏm đá nhỏ xíu, đó là cái nơi để người ta gọi chim hải âu. Lần trước thì tôi đã đứng ở trên đó đó và nhìn qua được thấy cái miếu của Hòn Bà, thì sẽ có một con đường hiện lên rất là đẹp. Tôi đã có cái video đó, bạn nào chưa xem thì có thể vào xem cái clip mà huyền bí Hòn Bà ở Vũng Tàu của tôi. Các bạn sẽ thấy một cái con đường nhỏ hiện lên, rất là đẹp. Chúng ta đi bộ qua đó và viếng miếu bà. Tôi nghe nói là cũng rất là linh thiêng. Không chỉ được khám phá, chinh phục mà còn có cơ hội thưởng ngoạn toàn cảnh thành phố Vũng Tàu từ trên cao. Nếu mỏi chân, bạn có thể ngồi nghỉ ngơi trên những chiếc ghế đá và trạm dừng chân dọc đường, và được tận hưởng không khí mát lành cùng muôn hoa khoe sắc. Nhìn lên bức tượng hùng vĩ, nhìn ra biển lớn với những cơn sóng xô rì rào, những con thuyền nhấp nhô trên biển cả lên đên. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng địa điểm này mang đến cho các bạn cảm xúc miên man khó tả. Để lên được đỉnh và chiêm ngưỡng tượng Chúa Kitô, bạn phải vượt qua 1.000 bậc thang, hai bên đầy hoa và rợp bóng cây. Đây được coi là như một thử thách ngọt ngào dành cho những ai mộ đạo và muốn khám phá cảnh đẹp. Các bạn biết không, để đi hết 1.000 bậc thang, hết 1.000 bậc thang để lên được tượng Chúa Kitô vua thì không phải là điều dễ dàng. Bây giờ tôi đã lên tầm khoảng 300 bậc, thì các bạn thấy hơi thở của tôi đang rất là dồn dập đúng không? Với cộng với thêm vừa đi vừa nói như thế này thì nó lại càng mệt thêm. Thật sự là rất mệt. Tôi khuyên các bạn một điều là khi mình muốn lên chiêm ngưỡng tượng Chúa Kitô vua thì các bạn sẽ chọn cái giờ tầm khoảng 5-6 giờ sáng, bởi vì lúc đó không khí còn mát mẻ, chưa có nắng nóng, nắng chưa có lên cao nên cái không khí còn mát mẻ lắm. Hoặc là cái thời gian tầm khoảng chiều mát. Hai cái khung giờ đó là khung giờ thích hợp nhất để các bạn leo lên những cái bậc thang như thế này. Mệt lắm mọi người ơi. Mới chút xíu mà mệt gì hả? Nửa chừng thì các bạn sẽ thấy một cái khu vườn. Ở trong này trải qua nhiều thế kỷ, Kitô giáo hay Cơ đốc giáo là một trong các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham. Sự chết trên thập tự giá và sống lại của Giêsu Kitô như được kỹ thuật trong Kinh Thánh Tân Ước. Kitô hữu tin rằng Giêsu là con của Thiên Chúa và là đấng Mêsian của người Do Thái, như đã được tiên báo trong Kinh Thánh Cựu Ước, thuộc tôn giáo độc thần. Hầu hết Kitô hữu tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất hiện hữu trong ba thân vị, gọi là Ba Ngôi. Từ đó Kitô giáo đóng một vai trò quan trọng trong nền tảng văn hóa văn minh phương Tây cho đến ngày nay. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, tượng Chúa Kitô vua ngày nay là một công trình đồ sộ bậc nhất và là điểm đến hấp dẫn không thể thiếu khi đến Vũng Tàu. Chỉ đứng sau bức tượng ở Rio de Janeiro của Brazil, một trong những bức tượng lớn nhất châu Á. Khi bước chân đến đỉnh của địa điểm du lịch này, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc đồ sộ độc đáo nhất. Tượng Chúa được đứng trên nền bệ bê tông hình cánh cung cao 10 mét, với bức họa phù điêu bữa tiệc ly ở phía trước và Đức Chúa trao chìa khóa cho Phêrô ở mặt sau. Các bạn sẽ thấy được hai cái khẩu thần công, hai cái khẩu đại bác rất là to khi mà các bạn vừa bước chân vào dưới chân tượng núi vua Kitô vua. Đây nè, mọi người xem, rất là to luôn, rất là hoành tráng. Đây là hai khẩu đại bác thần công do quân đội Pháp xây dựng cuối thế kỷ 19. Người Pháp đã cho xây dựng cả 3 cụm pháo đài ở 3 nơi mà khi các bạn đến những điểm du lịch ở Vũng Tàu sẽ thấy, và kết hợp hệ thống công sự tạo nên phòng tuyến đặc sắc nhằm kiểm soát tàu biển ra vào vùng biển Vũng Tàu, Sài Gòn thời bấy giờ. Các bạn lưu ý là khi chúng ta vào ở đây mình bắt buộc phải đeo khẩu trang, và các bạn lưu ý sẽ bỏ dép ở phía ngoài để giữ gìn vệ sinh cho cái tượng Chúa. Rồi các bạn ha. Đây. Trước tiên khi các bạn vừa đặt chân vào dưới tượng Chúa thì chúng ta sẽ thấy được những cái bức ảnh qua nhiều những bức ảnh của tượng Chúa qua nhiều giai đoạn. Đây nè, mọi người xem, ở đây thì ý nghĩa những bức ảnh này thì mình không hiểu lắm, bởi vì mình không phải chạm Chúa. Trước khi bước tiếp lên 133 bậc thang xoắn ốc bên trong, bạn hãy nhắm mắt lại và thành tâm nguyện cầu những điều bình an tốt đẹp, và từ từ mở mắt để chiêm ngưỡng thiên nhiên tươi đẹp của thành phố biển, tận hưởng làn không khí trong lành mát mẻ. Chúng ta sẽ bước lên một cái những bậc thang hình xoắn ốc để đi lên. Các bạn từ dưới các bạn thấy cái ô này nè, là bây giờ mình sẽ là ngay bụng của ông ấy rồi. Ở đây bạn nhìn thấy xuống biển nè. Bây giờ thì tôi đã lên được tới cánh tay của Thượng Chúa. Các bạn sẽ thấy một bên có hai bên, một bên sẽ là bên trái và bên phải. Chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Bên nào cũng có cái đẹp riêng của từ trên cao nhìn xuống. Bây giờ tôi sẽ đi qua bên trái trước. Mời các bạn cùng tôi khám phá vẻ đẹp của thành phố Vũng Tàu từ trên, ngắm từ trên cao của cánh tay của ngọn Chúa KiTô vua. Chị đây là cánh tay bên bên trái. Bây giờ tôi sẽ quay lại phía trước cho mọi người xem nha. Bây giờ lấy cái chân của chị, không sao em cứ đứng đi. Mình sẽ quay một vòng nước như thế này cho mọi người xem. Đấy nè, mọi người thấy cái cánh tay trái của Thượng Chúa không? Đây, giờ quay một vòng nha. Ồ, rất là mát mẻ, rất là hoành tráng luôn. Tôi chỉ sợ á, là gió quá thì rớt cái máy xuống thôi. Giữ lại không còn nữa thôi chứ chả sợ không cao đâu. Thấy không? Thấy không? Đó, đó, mọi người không? Đó là bãi sau. Đây, bãi sau đó, mọi người. Còn bên này thì là Nghinh Phong. Đây, đây một Nghinh Phong không? Đó. Còn phía xa xa ở đây. Nó cũng quay sẵn đây. Đây. Nè, mọi người thấy Hòn Bà không? Đấy, Hòn Bà nè. Nè. Đây là Hòn Bà. Còn đây là mũi Nghinh Phong. Nè, càm của KiTô vua nè mọi người. Tôi không dám đưa xa cái máy luôn, sợ gió quá. Đây, cái cạp của máy này, mũi này, miệng này. Chỉ có khi mà các bạn leo lên cao như ở trên này thì các bạn mới thấy được cái cảnh của thành phố Vũng Tàu. Đây, Hòn Bà nè. Đó. Khi mà nước lúc đó thì các bạn sẽ thấy được bảo đảm gió ù không nghe được. Sẽ thấy một cái đường mòn dẫn ra ngoài đó. Nhìn xem rất là gần nhưng mà các bạn đi rất là xa mà mệt. Ở đây thì phim tôi sẽ lưu lại ở trên cánh tay Chúa này thật là lâu để quay hết cho mọi người xem. Toàn cảnh của thành phố Vũng Tàu. Sao giống Tà Lạt quá ha. Còn đây là Bãi Dâu nè, và trước là Bãi Dâu nè. Đó, là Bãi Dâu. Xa xa kia là ngọn hải đăng. Các bạn thấy không? Đây, ngọn hải đăng nè. Đó. Còn đây là Bãi Trước. bây giờ tôi sẽ đi qua cánh tay bên phải. Đây ạ. Cái đường rất là nhỏ, mọi người phải nhường ra một ít mình mới qua được. Để lên cho nó đi. Ở bên cánh tay phải của ông thì có vẻ là mát mẻ hơn nhiều. Đây đây, đây cảm thấy mát mẻ. Là một người Nghinh Phong và Hòn Bà. Đây. Cách nhau là bên trái và bên phải. Mình sẽ đưa cái máy ra ngoài kia, mình sẽ thấy được hết được cái mặt của hay không. Dù chỉ là bức tượng được xây trên nền bê tông cốt thép, nhưng những chi tiết thuộc về thẩm mỹ và nghệ thuật như tư thế đứng, nét mặt, thần thái, trang phục đều được thể hiện hết sức sinh động, mềm mại và đầy sức sáng tạo. Và tượng Chúa giang tay KiTô sẽ là điểm đến đặc biệt không thể thiếu trong chuyến đi du lịch Vũng Tàu của các bạn nhé. Hãy đến và chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu từ trên cao ở cánh tay của tượng Chúa KiTô. Các bạn biết không, có một điều cũng không kém phần. Kênh gì vậy? Em Võ Bảo Travel ạ. Mình nói tới đâu rồi vậy? Có một điều khá hấp dẫn và thú vị trước khi các bạn lên ghé thăm ngọn hải đăng. Bây giờ nóng lắm, rất là nắng rồi. Các bạn sẽ chọn cái giờ đi khoảng tầm giờ sáng thật sớm để chúng ta không bị nắng nóng. Trước khi đến ngọn hải đăng thì các bạn sẽ ghé một cái nơi đặc biệt, đó là Giếu Cô Tiên. Ở trong này có hai cái món rất đặc biệt, đặc trưng mà các bạn khi đến Vũng Tàu mà không ghé đây thì sẽ đó là món hột gà lòng đào và da ua. Ở đây rất là ngon. Để mình đi tìm hai anh chị lúc nãy đi chung. Bây giờ rất là đông. Hỏi chưa? Hả? Gọi gì vậy? Sao vậy hả? Đây mọi người. Hột gà lòng đào và Giếu Cô Tiên, hai món được cho là ngon nhất khi trên đường các bạn lên ngọn hải đăng. Tùy theo khẩu vị mỗi người mà các bạn muốn chọn món nào trước. Riêng tôi thì sẽ chọn hột gà lòng đào trước rồi mới tới da ua. Bây giờ mời các bạn cùng tôi thưởng thức hai món đặc biệt ngon nhất này nha.